Đây, mình đi vô rừng nha. Anh em đi vô rừng nè. Ủa, suối nằm đâu vậy? Vậy hả? Đây là cái suối nha mọi người. Ủa rồi mình nhậu ở đâu? Nhậu trong đó hả? Đây. Wow. Đây có cái suối lớn. Cái đường này dốc quá mọi người ơi, quá dốc luôn. Đây coi cục đá gì to quá. Mình đi ra được cái suối rồi. Ra được cái suối rồi. Suối rất đẹp nha. Đây suối đang chảy nè, suối với đá, suối chảy nè mọi người. Hơi khó đi nha. Mệt quá. Suối này quá. Quá đụng cây, đụng cây thiệt là khó đi. Mình không phải là người chuyên đi rừng. Mực, đây là mực, mực hấp, thấy không, mực hấp, chín rồi lấy không, vớt không, đang sôi rồi, bia, đây là bia, ủa, nãy giờ câu được không Vũ?
cá suối nhiều lắm, cá suối nhiều lắm luôn. Thì đã thì ngủ rồi tao cũng mừng nữa mà mình đi dở mình về không mà ông trời ông thú cho tụi tay tướng đủ quá tốt quá hả tướng cao quá mấy mấy đứa này nó chưa có con nha có con nó sủa à, mà mấy nước ngoài nó ngồi xe hơi bởi vậy cái đứt nó lắng hò không có học đứt hai đứa nãy vô nè ủa